Di quyền Chợ Lách, tỉnh Bến Tre những ngày cận Tết Kỷ Hợi, du khách sẽ cảm nhận được sự tấp nập đông vui hòa trong hương sắc của ngàn hoa đang hé nụ chờ xuân. Những chiếc xe tải ra vào lên xuống hàng liên tục, tiếng ngã giá nói cười rộn ràng. Năm nay làng hoa Tết ở Cái Mơn có hơn 11 triệu sản phẩm, tập trung nhiều ở các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn. Để phục vụ theo sở thích của khách hàng, nông dân chủ yếu trồng các loại mai vàng, tứ quý, phát tài, dạng liên tùng, tắc, hoa giấy, hoa dạng thọ, các loại cúc, màu gà. Một số nghệ nhân còn dùng cây tắc, cây xanh uốn thành những kiển hình 12 con giáp, hai tứ linh rất độc đáo. Tùy theo loại hoa tươi mà giá từ 70.000 đồng đến 200.000 đồng một cặp, tăng từ 5 đến 10% so với vụ hoa Tết năm ngoái. Riêng cây cảnh giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một cây. Thậm chí cây mai vàng cổ thụ giá lên đến vài trăm triệu đồng một cây. Năm nào chị cũng đi Bình Dương hết thôi. Xe này 8 tấn, xe kia 16. Xe tước đi rồi, người ghe thì đi, ghe thì anh hai đi. Năm nào gia đình bằng mai. Cây bự thì cũng vài chục, cũng có vài chục triệu nha. Cây nhỏ dân, triệu mấy, hai triệu từ theo bự nhỏ, các loại hết thôi. Thì chăn nuôi thì cũng làm tắt đồ thêm, làm tắt bụi, làm thêm vậy. Cho có ăn Tết mình bán. Năm nào mình cũng làm hết, miễn mình bán được cái nhà thì mình bán, còn không được mình bao lô mình mua ở Sài Gòn hay là Mỹ Tho gì đó. Mình ý muốn thích chỗ nào mình bán, mình mua chỗ đấy. Thì năm nào cũng bằng 220 bụi. Rồi cái dụng gì nó cũng rớt lại á thì cũng vài chục. Còn mình đi được thì khoảng 200 hơn 200 chút. Có bự thì mình bán 500-600. Còn nhỏ thì bán 200-300 vô giá. Theo bà con nông dân, giá hoa kiển hiện đang tăng cao so với mọi năm từ 5 đến 10%. Năm nay sẽ là một năm đầy hứa hẹn với bà con nông dân xứ hoa kiển nức tiếng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.